chào mọi người đang xem kênh Thường Xuân TV nha. Hôm nay Tiên sẽ quay quán của mẹ chồng Tiên cho các cầu thủ đội tuyển ăn như thế nào cho mọi người xem nè. Đây là quán của mẹ chồng Tiên với anh Tám nè. Có mấy trăm, cả trăm cầu thủ đá banh ăn ở đây luôn. Hôm nay sẽ có Kiều Bằng giống như là ủy viên quốc hội á, quận trưởng của cái quận này đến để xem các cầu thủ ăn uống thế nào đó. Tại vì quán của mẹ Tiên nổi tiếng là ngon và sạch á, nên là người ta tới thăm. Nghe nói có phóng viên nữa nên là Tiên ra quay cho mọi người xem nè. Phía bên trong này là mẹ Tiên và anh Ba Đông nè, anh Mét Tám là bạn của chị Mì Chin. Hôm nay làm gì vui vậy? Chuẩn bị. Tính ra là gần cả chục nhân viên á mọi người. Ở ngoài này 4 nè, ở trong bếp là 4, ngoài là 2-3 người nữa. Ở ngoài là 3 người, đó là 7 người. Mới phục vụ đủ. Ai cũng phải đeo khẩu trang và đội mũ cho nó tóc tai lùm xùm không có được nữa. Phải tuân thủ vệ sinh. Tắt tại đi hiểu. Nè, con mà tắt tại đi. Tắt tại đi. Mì chín. Ơ nè, ở cô cô tắt tới khơi à, giờ đâu buồn. Khởi gì mà được à? Một tô là một cái đồ nha mọi người. Đồ ăn chắc phụt chân thế ấy. Hàng cơ rực. Tại đi hành à? Tại đi hành à, hàng cơ rực. Đi hành hàng cơ rực. Yeah, cơ rực. Ăn chắc phụt chân thế ấy. Nước súp. Iremi mọi ạ. Bạch súp. À, bạch súp. Đặc tại bạch súp. Đặc tại bạch súp. Hàng nhất rồi mà yết đấy. À, hàng nhất mà yết rồi. Ờ, ông chưa nhất. Hình mít chắc kìa. Hàng nhất nhìn hấp dẫn lắm mọi người. Cần cân ăn cơm xích. Cần cân ăn mật. À, cần cân ăn mật. Mật. Mấy cầu thủ đeo khẩu trang hết rồi nên không nhìn được mặt, tiếc ghê. Cũng chung mấy kè á. Phá xích xà kè. Đẹp. Ồ. 44 tô mọi người. À, đây là các món ăn kèm nè mọi người. Trứng cút kho rồi. Rau ong biển trộn nè. Kim chi củ cải nè. Rau chân vịt trộn nè. Đấy. Bắp cải trộn nữa nè. Đầy đủ nha. Dinh dưỡng có thịt có rau. Súp tôi súp tôi. À. Đây là bánh gạo sốt cay. Các anh đó là bạn của anh Tám á mọi người. Anh cao cao mà nó kiếm. Mòn cơm của tập xanh nè mọi người. Truyền hình tới mọi người, quay truyền hình tới. Ồ, quán chim chim được con sóng truyền hình luôn mọi người. Mắt sư kêu, phải chắc mắt sư phải à? À, sao bạn đến đây? À, ok, đây. Mấy cầu thủ đang ăn nè. Ồ,
Ôi, vô kìa mọi người, vô kìa. Vô kìa. Ồ. Đang phỏng vấn mình chứ. Tìm thấy bóc gì? Xin chữ ký mọi người. Xin chữ ký. Chụp hình tấm hình. Rất là khiêm tốn nha. Ồ, chim thì chim mới lên truyền hình bên ghê ta. À, đây là trước của quán nè mọi người, bây giờ mấy người nó đi hết rồi. Chuyến này quán chị Mì Chinh lên luôn nha. Trời ơi, được quận trưởng thích thăm viếng, hỏi thăm, lên báo chụp hình các thứ. Bây giờ lại đang chuẩn bị đồ ăn cho một đội khác nữa nè mọi người. Ba Đông đang rửa chén nè mọi người. Là cũng lõi dữ ta. Anh bé Tám thì lo nấu ăn. Chị kia là bạn của vợ chồng anh bé Tám. Ngày cuối tuần lại phụ anh chị này. Cái là ngày ăn xong nó chừa 4 cái quýt rồi nè mọi người. Nó ăn quýt. Anh này cũng là bạn của anh mét 8 luôn. Nhìn giống ổng ha, cao to giống ổng ha. Anh này chắc cũng mét 8 à. Đó,
그러면 일곱 개. 자, mình dọn vô chuẩn bị cho đội khác vô ăn tiếp. Rồi ăn vô là mình sẽ bỏ hết. Chén nào mọi người, hai người cửa không kể luôn á. Khỏi máy rửa rửa nha. Ok. Xăm món lần này là lẩu đùi gà nha mọi người. Như Chim đang trộn mì. Cái mì này mình phải nhúng vào cái lẩu đùi gà lúc nãy đó. Trời ơi. Ôi, nhìn trộn mì ngon ghê luôn. Mưa tới, mưa tới. Sống cô đấy, cũng chỉ ở dưới hơi nó. Ai chị chả? Ai vậy này? Mấy đó nó? Ai chị chả? Ai chị chả? Biết chị cái sò? Biết chị cái sò? Cứ tầm lâm thôi. Có nào không? Mình chế nước lẩu vô nha. Wow, hấp dẫn quá mọi người. Đó, các cầu thủ đội khác lại giao tiếp. Hình như là tới 34 đội lần mọi người. Đây là cháo ăn kèm nha. Giống cháo gà bên Việt Nam mình ha. Sơm trong xe à? Đó, hiếm thấy kịp rồi à. Thả ông nổi luôn mọi người. Hôm nay Tiên quay tới đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ Tiên. Thấy mẹ Tiên vất vả không? Anh mới tới, anh mới đang chạy sắp mặt luôn á. Cùng luôn đó. Bạn bè rồi lại tiếp người này người kia nè. Bạn nè, bạn nè. Bạn gửi chén, bạn chạy bàn nè. Anh mới đông nè. Đăng ký nhấn chuông và comment ủng hộ cho kênh Phương Sơn TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên nha. Tạm biệt mọi người. Anh nha. Anh nha. Anh mới đông. Anh nha. Anh nha. Anh hết được ăn ngon này. Chị bé, chị mì chiên ở ngoài kia hả?